Hello cả nhà, hôm nay Tâm làm riêng clip này để trả lời rất nhiều comment của anh em hỏi về cách phân biệt được giữa cấm tổng tải trọng và cấm tải anh em ha. Đây, cái biển này chính là biển cấm tổng tải trọng này anh em, sẽ bao gồm tất cả là người trên xe nè, hàng hóa nè và xác của xe nè, như là nguyên chiếc xe đó có người có hàng hóa gì đó đem lên cân bao nhiêu là cấm. Có nghĩa là cấm, nếu như tổng tải trọng vượt quá cái con số trên biển cấm á, là chúng ta không được vào con đường này. Còn cái biển bên đây chính là cái biển cấm tải. Cấm tải cấm theo cái giấy kiểm định trên xe chúng ta, ghi cái giấy kiểm định là 3 tấn rưỡi, 4 tấn rưỡi, 5 tấn rưỡi đó, thì con đường cấm tải 3 tấn rưỡi thì chúng ta sẽ không được vào theo giấy kiểm định ha. Nó không tính cả xác xe, nó không tính đầu xe và không tính người nha anh em ha. Đó, anh em sẽ phân biệt rõ hai chữ này. Còn chữ T hoa và T thường nó không liên quan gì ở đây cả nha anh em ha. Nó chỉ khác biệt là anh em có sự khác biệt là bên đây nó sẽ không có hình chiếc xe tải là cấm tổng tải trọng, bên đây có hình chiếc xe tải màu đen là cấm tải theo giấy kiểm định ha anh em ha. Ok, cảm ơn anh em, bye bye anh em.